Dạ, thì có thể chia sẻ đây chị. Cứ nhắn nhắn giùm ông U 77 đi, chị có một bà gì này, bà thứ chín ở ngay cầu Bến Lức á, bà cũng nhà cũng đàng hoàng nghe, nhà có một cái lầu nữa, tính mà bà hỏi chị chứ số điện của ông 77 như tôi đâu biết đâu, kêu ông quẹo lên ngay cầu Bến Lức mà quẹo qua bên tay phải á, Là thì bà bà nói bà thứ chín bà chín năm nay bao nhiêu tuổi? bà 66 tuổi. Bà chín năm nay 66 tuổi, là muốn để cho ông Bị thấy ổng đi thành phố, ông vô nhà bà Mười đó, ông bước bữa cơm ngon lành quá mà tưởng sao ông chịu, do rồi quẹo vô nước nặng hơn hơn xuống Tiền Giang đó, Tiền Giang nó công quẹo lên nước nữa. ông mới mang dùi cui chấm nước mắm rồi ông đi xuống Tiền Giang Ghé ngang đó đi rồi tao giới thiệu cho con bà chín bánh đò cho bị bá. bà chín bến đò hả? Bị bà ở đó, đó. cái là cái bức năm tranh của bạn là chín bánh đò ngay tại Bến Lức á, là kêu năm ông nay quẹo nó lên đường vượt năm nay bà chín là bao nhiêu tuổi nhỉ? 66 tuổi, hồi xưa tới giờ không có chồng, Là đang còn còn riêng nguyên đúng không? đúng đúng rồi đó. Nói ẩn vậy đó, còn riêng nguyên Ồ, tương đương vậy là cụ ổng ngoại, ổng nghe nói còn riêng nguyên là cụ ngoại khoái lắm đó. hả cụ ngoại khoái, kêu cụ ngoại quẹo lên đừng có xui đừng có về Sóc Trăng uổng là tục ngày mai cho cái ông 70 rồi bán bưởi là chết luôn á, 70 ông bưởi với bà đó là xứng luôn á. Không, giờ cụ ngoại là coi như có thông tin ở chỗ nào là tự cụ ngoại là coi như đi thôi. Giờ ví dụ như các chị có cái mối nào á rồi coi như chia sẻ lên, em đăng lên mạng xã hội là cụ ngoại nghe thấy, là cụ ngoại coi như là tư cụ ngoại mò đến Tao sợ ông nhảy xuống cầu Lạch Miễu nữa đó, kêu quẹo lên đi, quẹo lên lớp. là kiểu là không tìm được mái rồi coi như nhảy cầu Rạch Đúng Miễu vậy, giờ tiền bạc tiền là bạc Tiền Giang là không xong, là ông quốc xuống cầu Lạch Miễu là chết, thà nó quẹo lên Bến Lức đi, ổng có nhảy cầu Bến Lức cũng còn dễ kiếm hơn đó, à? tầm Lạch Miễu bự lắm Đấy rồi. này, cụ ngoại U77 ơi, vòng lên cầu Bến Lức. Giờ mà ông nhảy mình nghĩ đi, nhảy cầu Bến Lức dễ dớt hơn nhảy cầu Lạch Miễu đó, rã xác luôn, nó thế nào cũng chết à, trước sau giờ cũng chết, đi tìm hoài tìm cái bà Mười đó, tại bà Mười tao nghĩ chắc bà Mười đó cũng tới nước rồi, hồi đó giờ chồng thâu đâu mấy chục năm nó gãy đó. Trời ơi thôi ở vậy đi má ơi, con nhắn giùm má Mười, nhưng má Mười này không hơn má chín đâu, Nó má chín ăn còn đến lúc nè, chung má chín là đầu lâu luôn mà. cô Mười thì cũng tội nghiệp, thì là cái như cũng nhà cửa đều về rồi Chứ không bằng đâu mà bà Mười đó, bà Mười tự tôi nói cho nhiên bà nhắn cho bạn cái bà Mười ơi, bà ở vậy cho yên thân bà đi, chứ bà theo ông này về là bà sẽ hút xương luôn á, tôi nói á là bà không bằng bà chính ra bên lớp đâu, để tôi chỉ cho bà chính coi như có nhà có cửa không, là hay là bà chính ở dưới cầu Bến Lức? có không đó, tôi nói là nhà lầu mà nó ổng đi nhà lầu hồi đó giờ không chồng ngon chính bên đò mà. Cụ ngoài giờ là như thế này này, cụ ngoài giờ là rất đắt xu. Đó Nếu như mà cái mối nào á mà coi như thứ nhất là có nghề có nghiệp có nhà có cửa là cụ ngoài mới để ý tới, còn đó những cái người mà bán vé số bình thường với làm hồ bình thường là cụ ngoài không có để ý đâu, đừng có giới thiệu mà thì phải mắc vậy, công bây giờ chị mới giới thiệu bà này đâu có những số với u gì nhà lầu mày ơi, con có đi nước đó. ngoài đâu, bỏ lại bà ở mình à, thấy gì tội nghiệp đi, chuyển ẩn trong quẹo ngang đó đi cho nó gần. Ổng về tới đây tôi nghĩ ổng không không về tới Sóc Trăng đâu, nhảy cầu Lạch Miễu đó chết luôn á. Chắc là coi như cô phải làm một chuyến thượng lên thành phố nữa, rồi bắt đầu Trời là ơi, cái hồng không tụi vô vậy nó nghe cầu Bến Lức thôi, đừng có thành phố cái nữa chết luôn á tản à. Giờ đi phóng không lên nổi đâu. thành phố rồi lại vòng về ấy chứ, về về Bến Lức chứ. Đó bây giờ cứ nghe nghe Tiền Giang đó, cứ tới ngay cầu Bến Lức cứ rẽ xuống rồi. Chứ đâu có ấy đâu, chứ đâu có phải cần đi thành phố mà xuống Bến Lức. Nhưng mà cụ khoái đi vậy, đi kiểu Trời là ơi, đi để quảng trời ơi, cáo mặt trời hàng. ơi, trời ơi, sao cưng ơi, làm gì làm chứ làm ơn mày đừng có ghét cho ổng với anh hay ngôn, ổng chết được đường là cưng án mạng đó nghe không. Không, Ông em ở nhà em lấy thông tin em chia sẻ cho các cụ thấu hiểu ra được, là giờ các cụ là coi như tốt nhất là y nhiều là cái lúc mà dịch chứ, nghe chưa, ngồi chỗ nào ngồi im chỗ đó. chỗ đó đi
chứ còn ra thiệt các tao ta không biết hôm nay mình nói kia chị em mình nói chịu đối mà không biết mấy cái bà làm nhà mà lên cứ bà có nghe không ta, nói vậy bà có nghe không anh? Có chứ, nói chung là giờ là coi như các cụ là cũng nghe nhiều rồi đó, nhưng mà nói đúng là nhiều khi các cụ coi như đạp dư luận, các cụ đi giống như cụ 77 á, là cụ nói là coi như cụ đạp hết lên dư luận cụ đi. Mấy bà này thiệt cái tôi mà thiệt cứ được làm cái ông gì đụng mà tôi la tôi bắn bỏ hết á. Chứ mà ăn ăn không rồi ở nhà với con với cháu đi ăn không mà lên trên đó ngồi cà hóng hóng là chết. Trời ơi, tôi bị già cả rồi mà không có để cho người ta khen mình mà đi lên đó mà ngồi bà cố bà nội bà ngoại của tôi không, trời ơi thôi. Thì không biết mấy bà là cái gì luôn. Làm ơn mà động não mà nghe người này người kia nói không phải mình chỉ nói không mà nhóc người nói không thấy không. Trời ơi thấy rồi liếc mà mắt coi mà nó cỡ luôn á. Còn ông nội ông già ông 77 thì thôi nói ông chi nữa Tung. Ổng mà nói chi nữa. Ổng giống y xì như là con chó mà tới tháng 7 nó chịu đực rồi đó. Nó đi thiệt không y gì luôn á. Chứ mình nghĩ suy nghĩ đi, cứ con cưng hỏi ai mà già mà đi lên đi xuống thành phố mà ba lần là cứ nghĩ thử rồi đi hoài đi biển vậy mà thử coi. Trời ơi, đây mà mang la tới Bình Thuận ở Tân Bình á. Ủa tốt ở Bình Thuận chứ gì người mua mà đi đâm la la tới ngoại. Trời ơi, thôi Mình nói đến động vật thì nói đúng là ví dụ như mà nồi nồi bạc rê á thì đi nhảy đực là cũng có tiền lắm. Bởi vì con chó này đâu có tiền, đâu có tốn tiền. Con dê là tốn tiền à, dê nhảy đực có tốn tiền đó. Bởi tôi nhớ lại mà nói tới đâu mà tôi cười hoài, tôi phát cười. Đâu đang nói mà ví với động vật á mà đi nhảy đực là có tiền chứ không có tốn tiền. Rồi có tiền đó. Bả đi vô nhà bà Mười bà quất cho đãi cho bữa cơm ngon lành luôn mà. Ủa đi hôm nay đâu có tốn tiền. Bán bình, bán bình phi nó bao ăn rồi ba lấy trời đây người ta đi kiếm được tao mới về. Không có được bà nào là không về vì đâu có tốn tiền đồng bạc nào đâu mà sợ hao tiền. Dạ. Thấy không trời ơi thôi. Cảm ơn ngoại ơi ngoại, để con nhắn cho ngoại nghe ngoại ơi. Ngoại về ngoại nghỉ đi ngoại, con giặt ngoại sống cho hết căn này chứ thôi chết chết rồi ngoại ơi. Nói chung là không biết là có như ngoài có hết cái năm 2023 này không. Thì bái vậy chứ không thiệt á, con trụng đi hoài chị em mình nói thiệt cũng không cũng không sống nổi năm 23 này đâu. Chứ ngoài mà cứ xách ba lô như vậy rồi coi như kéo con cháu ở nhà là coi như mua quan sớm. Tôi á thì tôi không biết mà nhưng mà gặp theo tôi là con cháu của ổng, tôi nhìn thấy cái cảnh mà đau khổ không, tôi mang cái ba lô mà đi cà lưng cà lưng tận lưng tận. Ở đi về đi tới đâu ngồi hút thuốc thì phạt tội giống y ra người tâm thần tắc y xì luôn. Ôi ổng có bệnh không không dẫn ổng vô tâm thần ổng tị đi à, con mấy con cháu ông này nè, cái tôi thấy cái màu ổng rồi đó, không ai mà đi kia già mà đi từng tuổi đó mà đi kiếm vợ mà mang cái bịch mà đi thấy tội thấy ghê luôn. Vậy đâu mà coi cái ngày nào tao cưới mẹ chẳng đi nạp thịt đại mẹ đi là từ mặn mai bà chín đó là không chịu nữa thôi, bà chín đó là đắt chắc tú luôn rồi đó, ổng không còn chê gì luôn. Nghe, mai là chính là bến đò, nói vậy đó. Ông phải ơi, nói vậy ngoại ngoại, cho cái chị này mới thằng mai, chính bến đò. Bà chính bến đò à? Ừ, bà chính bến đò, ai bến lứt. À. Nói ngoại tạo lên đi ngoại ơi, ngoại thấy cái nhà lầu ở bên tay phải mà ngay chỗ cái cầu bến lứt qua đó ngoại quẹo vô. Ở nhà nào chính bến đò, bà chỉ ngoại vô. Bà đó là không cần tiền bạc đó, giàu dữ lắm. Rồi, cảm ơn tôi nhiều nghe, tao nói cái này tao mắc cợt, không biết nói với ai. Dạ, dạ, rồi em cảm ơn chị nha. Bà nói bà ngu dữ rồi trời. Bà ăn cái gì, bà hỏi từ giùm bà ăn cái gì vậy? Trời ơi, quỷ thần đắc địa ơi. Tôi thiệt, chú Tung, tôi thiệt, cái máy tôi nghe gặp tôi như chú, tôi nói bà liền luôn. Đáng đi kết nối, còn không đáng thì thôi người ta chê mình mà tới lại mà đi. Giờ đầu kêu chú đi kết nối cho bà nữa, không biết bà ăn cái quần què gì nữa. Trời ơi, giờ tôi nghe mà tức thiệt chứ. Nói chung là... Mấy bà cô nói ông nội làm ơn dẹp mấy cái kênh đi làm vậy, liếc mấy phụ nữ kia Việt Nam coi không ra cộng cộng rơm nữa. Không biết chứ con cũng dịch gì mà có ông già đó mà cứ bu giống như là lùi bu cặp ngựa. Không biết là các ơi, cụ trời. Giờ này là nghĩ như thế nào nữa mà coi như các cụ là coi như cứ đổ xô vô để mà coi như kết nối với ông ngoại U77 vậy chứ. Đó thấy chú thấy không? Tôi cũng mong sao mà tôi nói rằng cho con mẹ đó mẹ nghe giùm tôi không? Tôi thiệt tôi mà được em bả là cái gì tôi không biết.
thiệt cái thật, tôi ở tù mẹ tôi nhận nước cho bà chết mẹ nè, cái sợ đừng có sống sống ngu thấy mẹ luôn, sống gì ai đàn bà mà đi người ta không chịu, người ta đi hẹn với người khác đỡ lại, giờ tôi cũng muốn kết nối ông đụng mẹ thì không còn đàn ông hả, bà nội nó chắc nó điên rồi á, không còn đàn ông. Em đang livestream ở trên sóng trực tiếp ở trên mạng xã hội đó, chị đừng nói tục quá. Bà nội đó, nhắn giùm bà nội đó giùm tôi đi. Dạ, bà cuốn nó đang ăn, ăn giờ, cái què hả, ăn gì á. Dạ, giờ chị nói là coi như tất cả nói các bạn nói là đang nghe. Nè. Bà xuống, bà xuống Sóc Trăng này đây, bà nó khỏi gì chứ mẹ nào đi. À, là chị ở Sóc Trăng hả? À, tôi ở Sóc Trăng này. À, rồi cô có gần nhà ông ngoại U 77 không? Tôi ở gần nhà ông chứ đâu. Ông à, có bốn năm bà vợ rồi chứ đâu có nhiều. Là ở nơi chỗ khu vực mà ông ngoại U 77 nên là cái nhận xét về ông ngoại như thế nào hả chị? À, ông ngoại này thôi, ông ngoại này kêu bằng cố ngoại đi chứ ông ngoại không cũng còn nhau. ông cố ngoại hả? Ờ, cố ngoại đi chứ ngoại không cũng còn nhỏ nữa. À. Ai mà có thiệt chứ ông ngoại tôi ông còn chưa ông già ít hơn ông này ông không muốn mà chị ngoại tôi già ít hơn này ông không muốn vợ đó, con nội này cứu ngoại mà con muốn vợ cái này là cái nghe này là cái bà tôi nghe ai mà tôi không thích mà tôi nghe cái bà mà ăn gian mà phụ hồ tôi tức cái ghê luôn thiệt, cái thiệt luôn mình đâu phải mà quá đỡ đến nỗi từ cái ông mà phụ hồ với bả đó không để không có ha, mà đi xuống tìm xuống cái ông nội này như này mà nghe lai lịch thởm lại mà bà không nghe hả trời, chắc bà này bà bị gì hết á, chắc là có bị cái gì về bên tâm lý rồi thì nên nói như vậy chứ. Tâm lý gì vậy bà chứ này nè, không ấy chú làm ơn chú kết nối giùm cái ông mẹ ba con ở đã cái bán vé số rồi chịu không, hẳn tôi thấy con ông đó ông bán vé số rồi mất cái dọn cái quét đó bà có chịu không? Không, em thì không có kết nối, thì nói đúng như là mình làm cái gì á thì coi như nó đúng thì thôi. Chứ giờ mà kết nối cho mấy khu mà coi như các khu gần đất xa trời rồi. Thì bả vậy, chúng thấy là ví dụ như là coi như lỡ duyên lỡ lứa, cái lứa tuổi tầm khoảng cỡ ba mấy 40, người ta đang còn coi như cái sức lực là một, cái thứ hai nữa là người ta đang còn sống được dài dài tí mà kết nối cho mấy khu. Kết nối cho mấy cu thì coi như lỡ không may ngày trước ngày sau là mua áo quan như mấy cu nữa. À, ông này trời ơi, tôi thiệt cái thôi kệ để cho kết nối giùm bà đi chú tội nghiệp chú, bà năn nỉ thế tội đó. Về cái ông nội này, ông nội ở với bà đó cao lắm, gì 2 tháng chết rồi, không lâu đâu. Thấy cái màu á, bà này bà cũng sung quá, bà đậu kết nối hoài về rồi nạp mạng cho ông đi, 2 tháng rồi, chết rồi. Rồi bắt đầu quá ăn được miếng đất nhà ông đó. Có được 2 tháng nữa hay không đó chứ đỡ để đi xuống cho không có đâu uống thuốc còn dừng 2 tháng à. không may là coi như đêm tân hôn rồi sáng mai là coi như các con là chấm chùm là dọn nhà dọn cửa nữa. Sao nãy chú không nói với cái bà đó giùm, bà nội bà có chuẩn bị đem theo cái hòm hôn á chứ con đêm tân hôn sáng chết luôn là bà lãnh mà đều kệ chịu cực đi tốn tiền cái hòm đi để đi cho ổng mẹ đi lấy miếng đất. Không, nói chung là thấy ông ngoài mới trồng răng vào là thấy cũng được, thấy coi như cái sức rồi, thôi tôi nói thiệt chứ đa tôi mà nếu mà tôi là con của ông 77 tôi nói thiệt bây giờ không bao giờ tôi đi ra la chợ ra đường nào luôn, tôi đi thiệt tôi lấy cái khăn tôi đậu cho bịch cái bít cái mặt tôi nói thiệt, nếu tôi là con ổng nghe chứ tôi không phải nói tôi nói con ổng thì ổng nghĩ gì tôi không biết, tôi là con ổng tôi không bao giờ đi ra chợ, ở nhà luôn ăn cơm với muối quẹt luôn, không dám mua cá ăn luôn, đâu đi ra chợ. Chú tôi chắc chớ ngày vui lắm mà ta hen, nhiều câu chuyện mà thắc cười á. Vâng, tôi nói chú làm vậy chú vui đó. Trong cái câu chuyện của ông cụ U77 á thì để một nát một nát lắm cho chú cái like nghe, đặng có gì cứ lên rồi tới. thì giờ em đang live trực tiếp mà nên coi như những gì mà chị em mình đang nói chuyện đây thì coi như cả cộng đồng nghe được hết mà. À, bà tôi nói giấy cho cái bà đó bà nghe, biết bà có nghe không chú, bà xài cù bắp mà bà không nghe thấy bà nữa. Không, nghe, nghe hết, nói chung là nghe hết. Trời ơi, tôi thiệt nghe nữ tức, tôi tức rung rung cùng mình đúng thiệt, tôi là được em mà đó thôi, khỏi khỏi nói đi, tiễn bà đi cái ngọt rồi, đi mẹ đi. Thì cái ý kiến của khán giả như thế nào thì coi như em cũng... tiếp thu cũng như là đăng tải lên cho cộng đồng nhận xét về cái câu chuyện của ông U77. Này, chú Tùng ơi,
Cảm ơn chú nhắn hết trơn hết tên cộng đồng mạng này đâu nè, mấy bà đàn bà nè, trời ơi ở dưới quê mình kiếm có hai đi lên lên đó ngồi chi mà sắp hàng sắp lớp, thì tôi thấy tôi nói thiệt chứ xui gia là nhìn lên thấy nó, trời ơi bà nội mày cà, bà ngoại mày cà, trời ơi bà xui tôi cà, trời ơi nhục biết bao nhiêu ta, sao tôi nghĩ sao kỳ thiệt chú. Thế không biết cái gì khi mà tự nhiên mà ra mấy cái kênh này bắt đầu đi đăng quá trời đàn bà ấy chồng, mà trời bà mình chết đâu chồng gì lư thân vậy, hôm đó nay đâu có nghe. Vâng, kiểu giờ là cái xu hướng để cho các cụ lên ngôi, để các cụ coi như về âm phủ để coi như hỏi chú có thấy không, nếu mà mình cỡ đó làm gì, mình không có con không có cháu phải không, con cháu mình ở vậy đi cho con cháu mình nó nuôi, chứ có đâu mà đi lên mà làm vậy. Sợ mà thấy ông bãi bãi này tôi tên đời tôi chưa từng thấy ông luôn, thiệt chứ bãi bãi gì 86 tuổi đó là chưa bao giờ thấy luôn đó hả? Chưa hả? Tôi thiệt tôi năm mấy gần 60 tuổi rồi mà tôi chưa thấy, không thấy bả. Tôi thấy ông ngoại tôi mà ông già ông mới có 17 tuổi mà ông già mà ông còn không có đòi vợ nữa, sao ông nội sao mà vì nói chung là như thế này này, thì qua cái mạng xã hội á thì các cụ cứ nghĩ đâu á là coi như lấy vợ nó dễ, là cứ lên trên đó là ghi hình cái là coi như các cụ là có được một bà dắt về kia, mà tôi thấy hoặc là được một ông dắt về theo mà mấy ông nó lên á mà nói tôi đây là đại gia theo dưới quê thiếu gì bà chịu, để cần gì phải lên trên mạng đó mình nói tôi là đại gia ta, cứ hiểu cái gặp tôi không tin nổi đâu, sao mấy bà này sao mới dạy khờ gì đâu ta, nghe nói đại gia cái mà nhào vô bà tin, là còn cái ông tội nghiệp bán cái số nổi không ai đăng ký ổng ta người trời rồi ơi, chỉ cái bà phụ hậu cái bà có ừ không. Vì nói chung như thế này này, vì người ta nói là con nuôi cha không bằng bà nuôi ông, đó là cái câu nói mà các cụ ngày xưa để lại rồi. Nhưng mà với những cái hoàn cảnh nó phải coi như như thế nào, một là coi như gia đình coi như hạnh phúc, là ví dụ như là coi như một vợ một chồng, thì với hợp cái câu nói là con nuôi cha không bằng bà nuôi ông. Con này bảy bảy này mới có 45 bà mà con đường này như cụ 77 á, thì nó đúng thực sự là như này. Qua những lần mà coi như em đã được tiếp xúc thì em thấy như thế này này, cụ không khác gì mà coi như cụ ra đồng mà coi như cụ muốn dắt trâu về á. Trời ơi thôi cụ nhắn gì cái gì làm ơn nè, tôi nè ở dưới Sóc Trăng nè, tôi nhắn giùm cái chị phụ hồ nè, làm ơn có mở điện thoại nghe giùm nghe, và đừng có ảo tưởng bà nghĩ cái đại gia mà bán thuốc tây mà ổng còn chưa có chịu, mà bà phụ hồ mà cỡ nào mà bà đầu đi mà hẹn lại lần thứ hai, tôi nghĩ bà lần sau vậy bà làm ơn bà động não là giùm tôi cút coi, tôi trời ơi bà làm thì tôi mất cỡ nhục chết, bà đi kiếm xuyên giống bà thì không ai nói chân, mình cũng phải lựa sức của mình đi kiếm, tại sao người ta đã nói đại gia còn mình phụ hồ mà bà xưng lên cái tiếng phụ hồ mà bà làm sao bà vô nhà ông này. Bà nghĩ mấy người rồi đó mà đi hết tơn rồi mình để lại, bà nói rồi giờ bà muốn kết nối lại, làm ơn mà nghe giùm tôi cá nhân má ơi, tôi lại luôn á, lại má luôn. Vậy 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 đó là coi như mình đang dành tình thương cho những người đó chứ đó đúng không, là để cho người ta tỉnh ngộ ra, là coi như là xét ra nhận thức ra ở cái việc gì đúng cái tôi việc nói chưa từng á, mình kiếm cái người giàu nó không có, mình kiếm ngang ngang sức với mình làm gì mà không có, trên đời này làm gì mà không có, mà đi 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 nghe nói ông đó có tiền mà mình nhào vô mình nghĩ sao, con ổng 9-10 người họ có cho mình ăn không. Liệu có cho mình ở miếng đất đó không mà đã ảo tưởng. Tôi nghe mà tôi tức cái ghê luôn, tôi thiệt chú. Mà thì tôi nói hết không phải cái bà này luôn, nói cả mấy bà mà hôm nay mà đi lên trên đó luôn, làm ơn đi về. Trời ơi. Thì con cháu phải nó liếc về ngoài chợ này bán đồ ế muốn chết luôn. Mấy mẹ mấy con cháu mà đó không ai dám đi chợ, người ta bán ế ta thưa bây giờ luôn. Thưa mấy bà đi lên đó đó. Chú làm lên. Nghe chút không? Theo như chị này, để mà bắn lên chữ mà bắn cho online nè tội nghiệp. Vâng, thì theo như chị á thì em hỏi như thế này này, những quý cô mà ứng tuyển để mà coi như làm vợ cụ U77 á, thì đó là cái tình yêu thực sự hay là coi như đó là một cái gì đó nó không phải là cái tình yêu, mà nghĩ là coi như ông cụ U77 có tài sản rồi nói về chia cất nhà đồ này kia, thì theo chị có nghĩ là coi như có phải là tình yêu không? Mà người ta thường nói chú xe trước ngã xe sau mình tánh hai người đó, mà tại lần sau mà mình không nghe hai người đó cái giá trị người ta cũng có hơn cái bà phụ hồ này. Tôi không có khi dễ bả là người phụ hồ mà tôi nói đánh giá bả, nhưng mà nghĩ cái người kia đi, con người ta mằng người cái này cái nọ mà ổng còn phải bỏ ra, còn bả phụ hồ mà có cái lai nào mà về với chơi với ổng.
Trời ơi, bà ảo không, bà lo bà đi kiếm mấy người khác đi. Không kiếm thôi, ở vậy đi ăn nhàn đi, đi mặn đang ăn. Đừng có mà nghe lời mà ổng mà nói. Trời ơi, đi về ăn được với con ổng không? Là con người ta mà nhất hết trơn, đừng ăn cái gì. Tôi nói giờ bà là giàu cỡ nào cũng vậy, không ăn được của ổng như chú đi. Chú có, chú của cũng cho con chú cái mắt mới đi đi cho người dân. Dạ. Trời ơi, mấy bà không ai đi tại thằng ấy nè, tại dưỡng lão nuôi giùm mấy bà già đi. Mà cho nó mình có như vậy này này, để cho các cụ phải coi như nhận thức rõ ràng ra và hiểu ra này. Cụ U77 á, là cụ nói là coi như không có cưới hỏi gì, mà ví dụ như là lên chương trình là ưng cụ là coi như về nhà cụ sống luôn chứ không có cưới hỏi gì cả. Theo mà ông nói vậy thì cái bà nào mà cũng chịu cũng hay luôn nha. Ông giờ ông không cưới trên tỉnh ân gia chịu với ông dẫn về, về ba bữa ông ở mẹ rồi ông đuổi đi là, đó đuổi mấy bà đó cũng thấy ha. Vậy là coi như để cho ông cu bảy bảy thử hàng đến khi mua mà ông cu đứt thì thôi. Có mình ổng hỏi nay mà nhiều bà cả trăm bà mà cũng đi vô có mình ổng trời thắm đẹp đẽ gì tôi không nói nữa thì thế nói đúng là như thế này. Giờ á, thì các cu á, thì cũng có tuổi rồi, nói chung là ít nhất á, là cũng có chú nói rồi. Cái bà nói là rồi chú nói bà thợ hồ qua làm ơn á, chị ở đời có đức đi, chị đừng có chịu ổng về có một bữa ổng chết là bà mang cái tội bằng nặng luôn, nặng hơn gì luôn. Coi nghe, để tôi bấm chân like nha. Dạ thì vâng, cảm ơn chị nha, thì coi như là chị là chị là coi như như kiểu là coi như chị gái của chị Hà đây để khuyên. Ơi nói vậy mẹ đi. Thôi đừng nói chị chết, mắc cỡ đừng nói. Tôi mà chị bà chuyện người đó tôi mắc cỡ đừng nói không. Nói tôi với cô Trang á, tôi mà được chị như bả không bao giờ lên mạng đâu. Mẹ tôi. Mẹ tôi cho chết không trở lên mạng.